Hello, em xin chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay là ngày 26 tháng 3. Em xin giới thiệu đến cả nhà cái cây bông trang trắng lá nhỏ mà ảnh bị lai màu á cả nhà. Cả nhà nhìn xem nè. Cái cánh hoa của ảnh màu trắng mà ảnh lai lai màu hồng trên cùng một bông luôn nha cả nhà. Trên cùng một bông luôn. Đây cả nhà xem. Cả nhà xem có cái cánh hoa chỗ này màu hồng hồng nè. Ở dưới cái đài hoa nè. Trên này thì màu trắng nha. Đấy. Cả nhà xem kỹ. Trên cùng một cành hoa luôn. Đấy. Cái này rất là đặc biệt nha cả nhà. Còn rất là nhiều bông luôn. Mẹ em quay cái cây này anh em thấy cái màu ảnh lạ. Ảnh lai á. Ảnh bị đột biến nhẹ. Anh ra em quay lại cho cả nhà xem. Còn ốc. Đây. Rồi em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn em chia sẻ cây bông trang trắng ảnh đột biến ảnh lai màu hồng. Chúc cả nhà ngày 26 tháng 3 ngày lễ thật là vui vẻ nhé và có một ngày làm việc hiệu quả. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.